Thảo Nguyên thông mến chào quý khán thính giả đến với chương trình Live Show Thăng Tiến Thế Hệ của đài truyền hình Việt Face TV và Việt TV cũng như chương trình live stream trên Facebook của chúng tôi. Thảo Nguyên xin trân trọng giới thiệu vị đại diện văn phòng Robert Mullins International, anh Lê Minh Hải. Thảo Nguyên thông mến chào anh Lê Minh Hải, mời anh gửi lời chào đến quý vị khán thính giả. À, cảm ơn Thảo Nguyên với những cái lời giới thiệu rất là ưu ái và chúng tôi là Lê Minh Hải. Xin thân ái kính chào quý vị đã đến với chương trình Thăng Tiến Thế Hệ. Như quý vị biết, chương trình Thăng Tiến Thế Hệ đến với quý vị vào chiều thứ sáu lúc 6 giờ tại California và 8 giờ sáng tại Việt Nam. Chúng tôi hiện nay đang phát hình trực tiếp và live stream trên, trên mạng Facebook. Thân ái kính chào tất cả quý vị và xin được giới thiệu với quý vị là Thảo Nguyên, một gương mặt rất là thân quen được nhiều khán giả cũng như là thính giả mến mộ qua những cái chương trình show của cô và hôm nay cô đã giúp cho chúng tôi được điều hợp cái chương trình hôm nay thay cho anh Thomas Nguyễn đang nghỉ phép. Xin kính chào và chúng tôi hy vọng là quý vị sẽ mở TV, mở Facebook lên để mà xem cái chương trình hôm nay. Đây là một cái chương trình nói về cái lĩnh vực di trú mà cũng là một cái nhằm vào cái lúc mà bà con của chúng ta cũng như là dân chúng Hoa Kỳ đang nói tới 100 ngày đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Lần này cũng là một trong những cái chủ đề mà chúng ta sẽ bàn và sẽ phân tích cũng như là chúng tôi sẽ mở các đường dây để quý vị gọi vào các bạn trên Facebook đặt cho chúng tôi những câu hỏi và chúng tôi có thể sẽ trả lời trực tiếp ngay trong cái chương trình này. Cảm ơn sự giới thiệu rất là ưu ái của anh Lê Minh Hải dành cho Thảo Nguyên và mong rằng Hôm nay chúng tôi sẽ nhận được rất nhiều câu hỏi từ quý vị khán thính giả và chúng tôi sẽ cố gắng đáp ứng trả lời những câu hỏi của quý vị nhằm đáp ứng những thông tin về di trú cũng như bổ sung thêm kiến thức kiến thức về di trú cho quý vị. Với chủ đề hôm nay thì xin mời anh Lê Minh Hải gửi đến cho quý vị những thông tin di trú mà anh Hải đang có được và là những thông tin di trú rất là nóng bỏng phải không thưa anh Lê Minh Hải? Rất là nóng bỏng vì như Thảo Nguyễn biết rằng là khi cái chương trình của chúng ta bắt đầu là thứ sáu của bên Hoa Kỳ và sáng thứ bảy tại Việt Nam mà khi nói tới thứ bảy đó là đúng 100 ngày của ông Tổng thống Donald Trump đã chấp tránh ở tòa White House cho nên là rất nhiều bà con chúng ta hỏi rằng là 100 ngày đầu tiên của ông làm được việc gì cho vấn đề di trú mình chỉ nói tới vấn đề di trú thôi. À, còn những cái vấn đề khác thì xin miễn bàn, bởi vì chúng tôi không có đủ thì giờ và cũng không có đủ cái khả năng để bàn hết tất cả những cái sự việc khác của, à, của tòa nhà trắng. À, về vấn đề di trú thì như quý vị biết là ông đã đưa ra hai cái xác lệnh, một xác lệnh đầu tiên là cấm nhập cảnh những công dân của bảy nước, rồi sắc lệnh thứ hai là cấm nhập cảnh cũng là công dân của sáu nước và à, mặc dù người Việt Nam chúng ta không có bất kỳ một cái sự ảnh hưởng nào tiêu cực trong cái vấn đề là vấn đề mà uh, xác lệnh đó uh, nhưng mà nó cũng để lại một cái hệ lụy rất rất là lớn cho cái sự duyệt xét uh, về các loại chiếu kháng tạm thời cho các loại uh, chiếu kháng di dân và các uh, uh, trường hợp mà uh, bị uh, ảnh hưởng đó đó nó là uh, kéo theo những cái sự uh, dây chuyền về cái vấn đề duyệt xét nhất là cái lĩnh vực uh, duyệt xét về an ninh mà quý vị uh, có thể uh, đã biết rằng là cái vấn đề an ninh là một trong những cái ưu tiên hàng đầu của chính phủ tổng thống Donald Trump làm cho tất cả mọi cái diện để được uh, xin đi đến Hoa Kỳ đều phải có cái sự chậm trễ lại bởi vì cái vấn đề duyệt xét an ninh một cách rất là cặn kẽ, rất là chi tiết đó nó sẽ làm cho rất nhiều trường hợp hồ sơ phải chờ đợi thêm một cái thời gian mà không cần thiết. Với cái chủ đề ngày hôm nay của chúng tôi thì sẽ nói về chiếu kháng di dân và cái sự chờ đợi. Như quý vị biết rằng là chiếu kháng di dân thì mỗi năm trên toàn thế giới có khoảng 4 triệu 500 ngàn cái loại chiếu kháng di dân mà bà con của tất cả các công dân trên thế giới chờ đợi. Riêng đối với Việt Nam thì có khoảng 260 ngàn loại chiếu kháng đang chờ đợi để được đi đến Hoa Kỳ định cư. 260 ngàn đó, đó là nó bao gồm năm cái diện. Như quý vị biết rằng là những cái diện mà đến Hoa Kỳ theo cái loại chiếu kháng luôn luôn hiệu lực như là cha mẹ của công dân Hoa Kỳ hay là vợ chồng của con công dân Hoa Kỳ Con cái độc thân dưới 21 tuổi của công dân Hoa Kỳ Thì đó là những cái loại chiếu kháng Mà luôn luôn có hiệu lực Và Còn, diện um, tu sĩ nữa đúng không thưa anh Lâm Đúng rồi đó, cảm ơn Thảo Nguyên Dương tu sĩ cũng là một cái loại chiếu kháng Mà không cần phải chờ đợi Riêng uh, các loại chiếu kháng chờ đợi Như là F1 Thì đối với Việt Nam chúng ta có 6.300 Loại uh, chiếu kháng này Đang chờ đợi 6.300 của cái diện F1 Tức là cái diện mà Uh, cha mẹ là công dân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con cái độc thân uh, trên 21 tuổi. Uh, diện thứ hai là F2A là diện uh, thường trú nhân bảo lãnh cho vợ chồng con cái uh, mà con cái ở đây là dưới 21 tuổi và độc thân thì có 8.500 người uh, đang chờ đợi cái diện F2A này. Diện F2B là diện mà cha mẹ là thường trú nhân bảo lãnh cho con cái còn độc thân và trên hút tuổi thì cái số là lượng người chờ đợi đó là 11.500 người đang chờ đợi ở trong cái loại chiếu kháng F2B diện F3 là diện mà cha mẹ là công nhân Hoa Kỳ bảo lãnh cho con cái đã lập gia đình thì diện này có 51.000 người đang chờ đợi đây là một cái diện mà bà con chúng ta rất là mong ngóng bởi vì các bậc cha mẹ khi bảo lãnh thì chỉ muốn rằng là con cái con con cháu được đến cái hàng kỳ để đến Mỹ uh, sớm vì uh, quý cô cũng đã cao niên, dạ. cho nên cái vấn đề mà chờ đợi 12 năm là một cái thời gian tương đối khá dài, mà uh, nếu như có chuyện gì bất chắc xảy ra cho người bảo lãnh thì hồ sơ đó có thể sẽ uh, lâm vào một cái tình trạng hết sức là bi đát. Vì vậy uh, quý cụ trong trường hợp này rất là mong ngóng cái sự duyệt xét càng nhanh càng tốt. 51.000 người, đó, đó là bao gồm hết tất cả các con cái rồi dâu rể rồi cháu nội cháu ngoại. Còn những anh chị em thì sao? Anh Chờ, chị Anh anh Lê Minh Hải là trong cái diện đó ừ. thì con cháu dâu rể uh, cho dù là trên 21 tuổi tất cả đều được đi đoàn tụ uh, với cha mẹ tại Mỹ. Uhm, Lê một thắc mắt rất hay. Nếu như là các cháu thì uh, các cháu phải uh, đủ cái tiêu chuẩn để mà xin khấu trừ cái tuổi quá lố trên 21, ừ. à, tức là nó có một cái à, một một cái điều khoản về vấn đề khấu trừ tuổi mà chúng ta vẫn thường nghe à, gọi đó là cái điều khoản CSPA tức là Child Status um, uh, của cái cái um, Protection Act à, thì à, điều đó, đó là phải cần đúng cái thủ tục và mình khấu trừ cái số tuổi quá lớn. Ví dụ như tới cái ngày xét mà các cháu 25 tuổi mà có được 5 năm để chờ để để khấu trừ thì các cháu đó sẽ được uh, uh, tính là cái tuổi 20. 25 trừ 5 là còn 20. Và như vậy là dưới thì, 24 tuổi thì, thì vẫn các... được đi. Vẫn được đi. Uh, một trường hợp một số trường hợp đó đã được đi Mỹ và các cháu nào mà nếu như trung tâm di trú quốc gia hay là lãnh sự Hoa Kỳ không có uh, đưa tên vào trong cái danh sách phỏng vấn cùng với cha mẹ thì phải cần có cái sự lên tiếng Và một trong những cái văn phòng Để mà có thể giúp được cho quý vị uh, Có được một kết quả lên tiếng với lãnh sự Hoa Kỳ Đó là văn phòng Robert Mullins Vì chúng tôi sẽ liên lạc thẳng với văn phòng uh, lãnh sự Để xin họ cứu xét lại Như trường hợp rằng là uh, chúng ta có những cái điều khoản để khấu trừ tuổi Thì các cháu phải được hướng những cái điều khoản của đó Để được đi cùng với cha mẹ Trở lại cái uh, diện uh, F4 là cái diện anh chị em. Thì uh, với cái sự chờ đợi uh, lâu dài 13 năm của diện anh chị em thì là uh, việt nam của chúng ta, người Việt Nam của chúng ta có 188.000 người đang chờ đợi 188.000 người tức là một cái con số khá lớn và rất nhiều bà con uh, nói và thắc mắc rằng là cái diện anh chị em có còn tiếp tục không? Thì uh, Thảo Nguyên có có thường nghe cái câu hỏi đó không? À, dạ có rất là thường nghe nhất là với cái uh, sắc lệnh mới của tổng thống Donald Trump của chúng ta thì làm cho rất là nhiều người hoang mang về vấn đề bảo lãnh, nhất là diện mà anh chị em bảo lãnh cho nhau thì uh, rất là có nhiều tin đồn là sẽ không còn cái diện này nữa. Thế thì thưa anh Lê Minh Hải, điều này có đúng hay không? Anh có thể nào cho quý thính giả biết thêm và một cách rất chi tiết để cho uh, quý thính giả của, ta, của chúng ta không có phải hoang mang hay lo. Không phải hoang mang. Vấn đề bảo lãnh? không phải hoang mang và không phải lo âu vì cái diện anh chị em để trả lời một cách rõ ràng là cái diện anh chị em hiện nay vẫn đang được tiếp tục vẫn đang được tiếp tục thâu nhận đơn và vẫn được xét một cách đầy đủ và thuận lợi như những diện khác cho tới khi nào mà có được cái sự cải tổ về di trú toàn diện thì khi đó mới nói tới cái vấn đề thay đổi chứ bây giờ chưa có quốc hội Hoa Kỳ gồm có hai Đảng Cộng hòa và dân chủ hai Đảng đã đem cái chuyện uh, cải tổ di trú toàn diện này ra để để bàn thảo 4-5 năm qua mà cứ bàn ngoài hai bên không có đồng ý cho nên là các diện bảo lãnh uh, từ F1 cho tới F4 đều được uh, tiếp tục không có một bất kỳ một cái sự gián đoạn nào hết đó là một cái tin vui uh, cho bà con của chúng ta cái tin mà được vẫn còn tiếp tục bảo lãnh cho diện anh chị em thì thật sự làm cho nhiều người hoang mang nhưng mà theo như anh lê minh hải vừa trình bày thì quý vị không còn phải lo lắng quý vị có thể nộp đơn ngay bây giờ để cho dù khi mà chúng ta có cái sắc lệnh mới đi chăng nữa thì ngay bây giờ quý vị làm đơn điều này vẫn có hợp lệ để bảo lãnh đúng vậy không thưa anh lê minh hải rất là chính xác ngay bây giờ làm đơn và vào đơn và à, nhận đơn của sở di trú họ sẽ cấp một cái biên lai cái biên lai đó là coi như cái vé à, để chúng ta chờ đợi mà không có lo âu về vấn đề là cái diện à, anh chị em có bị ảnh hưởng à, có bị bãi bỏ trong tương lai không vì khi mà sở di trú đã nhận đơn rồi thì họ phải có trách nhiệm xét đơn khi xét đơn thì à, bà con của chúng ta à, sẽ có cái quyền lợi để mà đi định cư ở hoa kỳ cho nên nếu quý vị chưa lập hồ sơ bảo lãnh cho các diện như là con cái đã lập gia đình hay là anh chị em à, mà của công dân Hoa Kỳ thì quý vị nên vào đơn bởi vì cái sự vào đơn ngay bây giờ là một cái vé để đi Mỹ cho bà con của chúng ta 13 năm sau Thưa anh Lê Minh Hải thì theo như anh Lê Minh Hải đã trình bày thì cái diện bảo lãnh anh chị em có vẻ như là rất là đông anh có thể cho biết lý do vì sao không thưa anh Lê Minh Hải à, Lý do nào mà diện F4 là có cái 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 số lượng người chờ đợi lâu thì như thảo nguyên và quý vị khán giả biết thứ thứ nhất á, là mỗi gia đình ít nhất cũng có khoảng 4 người con thì một trong những bốn người con đó mà qua được tới Mỹ có công dân Mỹ thì họ phải làm lại để bảo lãnh cho ba cái gia đình còn lại à, cho nên cứ mỗi gia đình như vậy là mà uh, có thêm được ba uh, bốn người uh, con nữa thì uh, cái số lượng nó càng đông thì uh, thì cái số hồ sơ nó càng nhiều và sự chờ đợi nó càng lâu. Chính vì vậy mà chúng ta có một con số hồ sơ rất là đông uh, so sánh với những cái chuyện uh, uh, bảo lãnh khác nha, dạ? viện khác. Hôm nay là ngày uh, 28 tháng 4, uh, một ngày uh, rất là đáng nhớ cho cái vấn đề uh, Bảo lãnh vấn đề di trú và vấn đề mà chúng ta đang nói là thăng tiến thế hệ dạ. à, Vì à, thứ nhất á, là 28 tháng 4 là cái ngày bắt đầu cho một cái tờ đơn mới I-130 để bảo lãnh à, Đây là một cái tờ đơn mà nó có 12 trang thay vì cái đơn cũ chỉ có 2 trang thôi à, Chỉ nên... là hơn tới 10 trang Hơn tới 10 trang và bà con sẽ thắc mắc rằng là à, 10 trang đó, đó, 10 trang hơn đó, đó có những cái thông tin gì ở trong đó mà nó nhiều như vậy? Dạ đúng vậy. Ừ. Thế thì anh Lê Minh Hải có thể trình bày cho quý khán thính giả của chúng ta biết trong chương trình hôm nay đúng, đúng rồi được không? À, bởi vì cái thời lượng của chúng ta không nhiều, cho nên chúng tôi chỉ đưa ra một số những cái chi tiết mà đáng nhớ và tổng quát cho bà con của chúng ta được hiểu là cái cái tờ đơn mới đó nó, nó bao gồm tất cả những cái thông tin liên quan tới cái vấn đề cá nhân của chúng ta liên quan tới cái vấn đề lý lịch của người bảo lãnh, lý lịch của người bảo lãnh gồm có những cái vấn đề tiền án tiền sự, gồm có những cái thời gian mà ở tại Hoa Kỳ uh, trong vòng 5 năm qua, gồm có những cái chi tiết liên quan tới công an Việt Nam và những cái chi tiết liên quan tới gia cảnh. Đó đó là những cái thông tin mà trước đây đó thì không có ở trong tờ đơn và bây giờ đó thì với 10 trang nhiều hơn đó là họ hỏi hết tất cả những cái thông tin liên quan tới cái người đứng đơn bảo lãnh bên Hoa Kỳ này có hợp lệ không, có đầy đủ những cái yếu tố về vấn đề pháp lý, về vấn đề di trú và về vấn đề tài chánh để bảo lãnh không? Và thưa anh phải là trong vòng 5 năm. Trong vòng 5 năm. Dạ. Trong vòng 5 năm thì thì đó là cái cái quy định mới cho cái tờ đơn i 130 mà chúng ta dùng để bảo lãnh cho thân nhân. Cái Y130 là bảo lãnh hết cho thân nhân từ cha mẹ vợ chồng đến con cái anh chị em còn cái tờ đơn mà để bảo lãnh cho những trường hợp về tôn giáo như là r 1 là cái đơn 129 mà thảo nguyên mới nhắc đó thì thì đó cũng là một trong những tờ đơn đã được cập nhật lại tất cả các loại đơn của sở di trú gần đây là đã được cập nhật lại hết và quý vị nên dùng những cái tờ đơn mà có ở trong cái website trên mạng của sở y trú thì chúng ta mới đoan chắc rằng đó là những cái tờ đơn hợp lệ và mới nhất nếu mà chúng ta lỡ dùng những cái tờ đơn mà nó đã quá hạn rồi đó thì khi gửi cho sở y trú là họ sẽ trả lại điều này nghe có vẻ như khó khăn hơn và sẽ mất nhiều thời gian để xét duyệt hơn à, vì vậy mong rằng quý vị sẽ tìm đến cho mình một à, văn phòng có uy tín như văn phòng Robert mullin international để bắt đầu một hồ sơ bảo lãnh cho quý vị để chúng ta uh, có một cái hồ sơ thật là đầy đủ chính xác và không tốn nhiều thời gian cũng như công sức hay là ngay cả tiền bạc của quý vị nữa uh, Nếu quý vị có nhu cầu thì xin quý vị hãy liên lạc với văn phòng Robert Smolin in International uh, và thưa anh Lê Minh Hải thì uh, ngoài cái vấn đề mà uh, bảo lãnh như hiện nay thì cái chương trình mà EB5 đó là một cái chương trình định cư tại Mỹ có rất là nhiều cái điều thuận lợi cho quý khán thính giả nhất là quý vị đến đây để làm ăn và được đem theo cả gia đình vợ chồng con cái của mình và sẽ được hưởng rất là nhiều quyền lợi của một thường chú nhân và anh Lê Minh Hải có tin tức gì mới nhất về cái chương trình EB5 này hay không mời anh gửi đến quý vị khán thính giả của chúng ta. Cảm ơn Thảo Nguyên đã đề cập tới một cái điểm rất là nóng hổi này. Nóng hổi là bởi vì chắc là bà con đã từng theo dõi những cái thông tin liên quan tới cái vấn đề EB5 chiếu kháng định cư cho những trường hợp đi đầu tư ở đây và ngày 28 tháng 4 là một trong những ngày mà bà con mong chờ là nó sẽ tới và xảy ra như thế nào thì hôm nay nó đã xảy ra rồi và cái sự xảy ra đó là do quốc hội của hoa kỳ đã biểu quyết và cũng mới biểu quyết sáng nay thôi là uh, quốc hội đã gia hạn uh, thảo nguyên biết rằng là mỗi lần mà gia hạn đó thì mình tính từ tháng từ năm đúng không yeah. nhưng mà lần này đó thì quốc hội chỉ gia hạn có một tuần thôi có một tuần thôi có nghĩa rằng là, là 28 tháng 4 gia hạn tới mùng 5 tháng 5 rồi sau đó tính sau bởi vì cho nên những trường hợp nào mà quý vị đã vừa nộp đơn như là văn phòng Robert Mullins vừa hoàn tất nộp đơn cho một số những cái thân chủ của cái chương trình EB5 thì quý vị thân chủ đó hết sức là yên tâm để chờ những những cái kết quả còn quý vị nào chưa nộp thì vẫn còn một tuần lễ từ đây cho tới mùng 5 tháng 5 để nộp để được hướng cái quy chế cũ tức là cái, cái tiền vốn bỏ ra là 500 ngàn chứ không phải là lên và cái thủ tục duyệt xét cũng tương đối là dễ giải so với cái quy định cũ. Còn quy định mới thì nó sẽ có rất nhiều điều mới và rất nhiều cái chi tiết mà hiện nay chúng tôi không có để trình bày với quý vị. Tuy nhiên khi nói tới là một tuần lễ gia hạn đó, đó thì có thể rằng là Quốc hội Hoa Kỳ đã vừa thông qua một cái ngân sách hoạt động của chính phủ cho nên sẵn việc với cái EB5 này cũng cũng gia hạn một tuần luôn. Sau một tuần nữa đó thì chuyện gì xảy ra chúng ta chỉ có chủ đoán thôi chứ cũng không biết được là Quốc hội Hoa Kỳ sẽ có những cái hành động nào cho cái chương trình EB5 này. Rất nhiều chuyên gia thì nói rằng là phải gia hạn tới ngày 30 tháng 9. Mà nếu như gia hạn tới ngày 30 tháng 9 thì chúng ta có được thêm 5 tháng. Năm tháng là một cái số thời gian rất là khá dài để cho quý vị chuẩn bị cho mình một cái hồ sơ EB-5. Như Thảo Nguyên nói với quý vị là EB-5 là một trong những cái tiêu chuẩn quyền lợi để quý vị đi Mỹ sách theo một cái vali hành lý trong đó có tiền <laughs> để đi Hoa Kỳ và định cư. Đường đường chính chính không có sợ bất kỳ một cái trở ngại nào cả. Cùng với cả gia đình của quý vị nữa. Cùng với gia đình vợ chồng con cái và con cái độc thân dưới 21 tuổi kể từ ngày mình nộp hồ sơ vào thì các con đó có chờ 16 tháng sau để giải quyết á trên 21 tuổi vẫn được khấu trừ cái số thời gian chờ đợi đó để cùng với cha mẹ đi luôn. Đi đến Mỹ đó là các cháu đó sẽ được học trường công, các cháu đó cũng sẽ được đi làm và vợ chồng con cái cũng sẽ có những cái cơ hội để làm ăn thương mại trực tiếp hay là để làm những cái công việc mà mình mình muốn. Đối với cái số tiền mà đã dùng để 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 đầu tư vào một cái cái dự án thì cái số tiền đó phải là cái số tiền chắc chắn phải được trả lại. À, như vậy là quý vị yên rất là yên tâm là cái 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 hồ sơ eb của quý vị sẽ làm cho quý vị có thể xanh sẽ làm cho quý vị có được một cái đời sống rất là tốt đẹp ở Hoa Kỳ và nhất là sẽ làm cho quý vị nhận lại cái số tiền có luôn cả cái 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 tiền lời. Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với văn phòng Robert Mullins trong giờ làm việc để chúng tôi có cơ hội giúp cho quý vị hay là giải thích thêm. Với các số điện thoại ở miền Bắc California là 408 294 3888 và ở Bắc, miền Nam California, văn phòng ở Bosa của Robert Mullins International là 714 890 9933. Cảm ơn rất anh Lê Minh Hải rất nhiều về những ý kiến đóng góp và chia sẻ của anh gửi đến quý khán thính giả. Chương trình cũng đã hết giờ. Thảo Nguyên rất cảm ơn sự theo dõi của quý vị. Mong rằng sẽ nhận được rất nhiều sự ủng hộ của quý vị cho chương trình Thăng Tiến Thế Hệ của chúng tôi. À, hẹn, chúc quý vị có một cuối tuần thật nhiều niềm vui và hẹn gặp lại quý vị vào khi tới. Chúng tôi không chỉ điền đơn để giúp cho hồ sơ của quý vị mà chúng tôi cam kết và bảo đảm Chuẩn bị hồ sơ chu đáo trước khi khởi đầu Theo dõi từng diễn biến sau khi nộp hồ sơ Bộ túc cặn kẽ thủ tục khi có yêu cầu Can thiệp đúng mức theo thứ tự ưu tiên Kháng cáo đúng tiêu chuẩn và theo dõi hồ sơ cho đến khi có kết quả Robert Mullins International Hãy ủy thác cho chúng tôi